Chào tất cả các bác nhá. Thì tiếp tục trở lại với một cái video clip nữa bên Hoàng Hào chúng em. Thì ngày hôm nay sẽ là một cái video em giới thiệu lại một cái con âm ly nhá. Con này là con âm ly 506 Jaguar này. Con này là hàng Trung, hàng loại 1 Trung nha các bác nhá. Hàng loại 1 của Trung Quốc. Cho nên các bác sử dụng rất là ok. Các bác nào theo dõi trên kênh em thì em đã để trưng bày 3 con sản phẩm ở đây. Đặc biệt là một cái con mà em chuyên để đây để mà em trưng bày lên khi mà em live stream ý. Rất là nhiều. Thì là bên chúng em đặt hàng đây cũng rất là nhiều rồi. Thì hiện tại ở đây là em đang sẽ là một cái clip xả hàng luôn cho tất cả bác các cái hàng trưng bày như này. Bởi vì hiện tại hàng trưng bày này ở đây thì em cũng trưng bày, nói thẳng ra là em cũng đập hộp bác ra đây thì nó cũng phải được tầm tháng, hơn tháng rồi. Thì là em sẽ để cho tất cả bác được một cái giá rất là tốt luôn. Và hiện tại hàng ở đây em cũng sẽ giới thiệu lại cho tất cả bác về các cái mặt hàng như này nhá. Em phải bảo luôn, con này là một con âm ly của hàng Trung Quốc này. Các bác nhìn thấy tem đỏ này, tem vàng, tem đỏ thì các bác cũng thấy rồi. Và đặc biệt thì nó có thêm một cái tem nữa trên đây nhá. Đấy, Cocha này, các thứ, các cái tem này là các cái tem mà vận chuyển để cho nó hợp lệ khi mà chuyển qua cửa khẩu các thứ đấy. Và cũng như đây là một cái tem mà nói chung là một cái tem mà technology, tức là nó là một cái tem nó thiết kế ở bên bên nước ngoài đấy. Hiện tại thì các cái có cái mặt hàng tem này là tem mà gọi là kiểm định chất lượng đấy. Thì đối với nhiều bác thì cũng không quan tâm các cái tem này lắm đâu, bởi vì em biết là trên thị trường rất nhiều bác chỉ quan tâm các cái tem trắng đỏ này thôi. Thì hiện tại ở đây nó có cái tem này nhá, thì em bảo qua cho các bác một chút. Và hiện tại ở bên dưới nữa là nó cũng sẽ có thêm một cái tem nữa này, các bác nhìn này. Đấy, một cái tem mã vạch này. Thì các bác có thể thấy luôn, các cái tem này thì là các cái tem của Bộ Công an này, cũng như là tất cả các cái tem chống hàng giả các thứ thì nó sẽ có thêm cái này. Bởi vì đây là một cái tem hàng hàng, nói chung là cái hàng chuẩn thì nó sẽ có một số cái tem này nữa. Thì ở đây em cũng sẽ giới thiệu lại một chút về các cái mặt hàng như này ở đây. Ở đây em có 3 con duy nhất và 3 con này thì cái giá nó sẽ ok hơn nhá. Ở đây em cũng bảo luôn này, đây là một con âm ly chung thì nó trên đây nó sẽ thiết kế rất là nhiều luôn, và đặc biệt cái con âm ly này nói chung là rất tiện lợi. Vì con này nó có thể cắm được cả đường USB này. Đấy, đây là đường cáp này, tức là đường thẻ đây thì các bác có thể sử dụng vào đây. Đấy, rất là ok. Và đặc biệt một cái rất nhiều các bác quan tâm đó chính là cái này nó đi qua được cả Bluetooth. Một con âm ly mà bắt Bluetooth là một cái điều mà từ trước đến giờ rất là nhiều các bác thích rồi. Bởi vì như kiểu các bác muốn sử dụng một con âm ly bắt Bluetooth thì các bác thường phải đầu tư thêm 1 đến 2 triệu nữa để bác chơi lên một con vang, đúng không ạ? Nhưng ở đây hiện tại một cái con âm ly như này, bác nào mà muốn chơi mà có thêm cả cái con có Bluetooth nữa. Đây, có cả Bluetooth và thậm chí nó có cả điều khiển luôn nhá. Cái mắt IR này là cái mắt điều khiển luôn nhá các bác nhá. Có cả điều khiển thì bác sử dụng cho mình một con âm ly như thế này thì rất là hay rồi. Đấy, nó có điểm mạnh nhất con này đó chính là có cả Bluetooth này và điều khiển đài FM các thứ luôn, có đầy đủ luôn nhá các bác nhá. Nhưng đài FM thì em không biết là hiện tại ở đây thì là có bác nào sử dụng cái mặt đài FM không, nhưng mà em nghĩ là cũng có rất nhiều bác thích khi mà nó tích hợp vào đây có cả đài FM. Đấy, cái Bluetooth là cái mà rất là nhiều em nghĩ là giới trẻ thì rất là thích, bởi vì cái độ tiện lợi của nó. Còn về người lớn thì thường người ta yêu cầu các cái này nó thiết kế rất là nó thiết kế thì nó mặc định một chút, tức là vào trong âm ly các thứ trên lên tivi các thứ thì có lẽ là với những bác nào khó tính ấy, thì các bác thường yêu cầu như thế là nhiều. Nhưng mà ở với dòng này là cái dòng đời cao nhá, thì các bác có thể sử dụng như thế này. Và hiện tại ở đây trên đây là một cái con âm ly 506 Jaguar. Con này là cái con mà bên Hoàng Hà chúng em có thể nói luôn là một cái con mà bên chúng em trưng bày và cho đi rất là nhiều. Và tại sao tại cửa hàng chúng em luôn có 3 đến 4 cái con này để bên chúng em giới thiệu ở đây? Bởi vì các cái mặt hàng này nói chung là rất là nhiều các bác thích luôn. Khi mà các bác đến tại cửa hàng chúng em, các bác mua rất là nhiều các sản phẩm như này nhá. Mua rất là nhiều, cho nên tại cửa hàng bao giờ em phải để các cái sản phẩm ở đây để khi mà bác nào tới cái thì em có thể giới thiệu như là test hàng cho tất cả bác luôn. Thì rất nhiều bác hỏi cho nên em mới làm một clip như này. Thì tiện đây cũng xả một phát 3 con này luôn nhé các bác nhé. 3 con này sẽ có giá cực kỳ tốt luôn. Đấy, đấy về âm ly. Đây, âm ly này các bác nhìn thấy 506N. Đấy, hàng của nó chuẩn như thế này mà bên trong của nó đều sẽ có, nói chung là các cái thông số kỹ thuật của nó sẽ có thôi. Cái con này thì ở clip này thì em sẽ không đập hộp ra nước, tức là em không mở ruột gan ra nước, mà tại vì em mở ruột gan quá là nhiều trên kênh rồi. Đây là một con âm ly Jaguar mà nó trong đây nó tích hợp của nó với cái công suất này thì bác có thể đẩy được một đôi 30 và một đôi 25 rất là thoải mái. Đấy, đúng công suất của nó sẽ đẩy được hai đôi bát 30 cơ. Nhưng mà em phải bảo luôn, riêng các dòng âm ly này muốn để đẩy hay để căng thì các bác lên đẩy ở cái tầm bé hơn cái công suất thực của nó nhé. Đấy, thì các bác đẩy như thế này thì nó rất là ok.
và nghe rất là hay luôn, bởi vì bên Hoàng Hà chúng em để đây trưng bày rất là nhiều, và cũng như các cái mặt hàng này thì lúc nào cũng sẵn, cho nên là khi mà nhắc đến các cái mặt hàng như thế này thì bên Hoàng Hà chúng em rất là tự tin mà nói với tất cả các bác luôn, cái lượng tiêu thụ các cái mặt hàng này bên chúng em tiêu thụ rất là nhiều luôn đấy. Cho nên là em làm một clip ngắn gọn như này để em xả, thứ nhất là xả 3 con này, 3 con ở đây với cái giá cực kỳ tốt. Giá này em sẽ để trực tiếp trên thanh tiêu đề nhá, để trực tiếp. Như các bác nào cũng biết rồi, các cái giá mà em để giảm sâu em không bao giờ dám để trên thanh tiêu đề. Nhưng mà hiện tại ngày hôm nay thì em sẽ để thẳng ở trên đây cho tất cả bác luôn, để thẳng trên thanh tiêu đề nhá các nhá, để thẳng trên thanh tiêu đề. Bởi vì rất nhiều anh em cạnh tranh về các mặt hàng này, em sẽ để sập sàn luôn các mặt hàng này. Thì các bác có thể quan tâm các sản phẩm như này, các bác liên hệ ngay bên Hòa chúng em nhé. Chúng em sẽ lên đơn và gửi đi cho tất cả bác luôn. Thì clip này em chỉ làm đây thôi. Xin chào và gặp lại tất cả bác trong các clip tiếp theo nha. Xin chào.